bắt mình cầm ha. Đó, mình không có điều khiển gì hết, tàu nó tự động chạy dòng số 8 luôn. Đó, tự động ha. À, các bạn chỉ cần đá lùi rồi xong mình bóp cò tiếng một cái thì tàu sẽ tự động lật lại. À, khi mà đèn nó chớp nhấp nháy vậy là nó báo pin yếu ha, thì chúng ta vẫn bóp ga được nhưng mà chạy chậm cho nó vào bờ. À, tháo bên trong thử xem nó có vô nước không. À, hoàn toàn không có vô nước ha. À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ test cái tàu BZ811 ha. Thì tàu này thì chạy tầm 16 phút đó, thì lật úp thì có thể lật lại được ha, nó có đèn nè, mình có thể tắt đèn đó, bấm đây tắt đèn, với nó có nút tự động chạy số 8 nữa. À, ok, mình sẽ thả tàu xuống nha, mình sẽ thả đại nha. Và mình sẽ thử bấm nút tự động nha, bấm nút số 8 nè, tàu đâu? Tàu kia thì nó sắp chìm rồi chú Huy ơi. Ok, tàu nó sẽ tự động chạy số 8 ha. Đó, remote mình cầm ha. Đó, mình không có điều khiển gì hết, tàu nó tự động chạy dòng số 8 luôn. Đó, tự động ha. Rồi, thí dụ mình muốn ngắt tự động, mình điều khiển nút bất kỳ thì tàu nó sẽ tự ngắt ha. Đó, mình chạy bình thường. Đây, xấy nước nè. Tàu này khoảng cách tầm 100 đến 150 mét nha bạn, nên ta chạy xa được. Chạy xa nó không mất sóng. Đó, chạy rất là xa ha. Đấy thời gian luôn. Đi ra con. Từ đây này. Đó,
chạy con Đức là 916 này nó hú. Lâu chúng ta mới có dịp đi quay, chúng ta đã chịu đựng cái mưa khá nhiều nên chúng ta không kịp. Dòng như đây rồi bây giờ chúng ta test lật úp ha. Đó, các bạn chỉ cần đá lùi rồi xong mình bóp cò tiếng một cái thì tạo sẽ tự động lật lại. Nói chung nó cũng khó lật lắm, mình phải nó cũng khó lật xuống. Nó bay rồi. Giờ hoài
biển hả? Thử động nè. Đó, tàu tự chạy ha. Khi mà tàu tự động chạy, mình lỡ mình lắp nhẹ cái là nó sẽ ngắt cái chức năng đó ha. Cho nên là khi là tàu tự động thì mình không có đụng cái tay điều khiển. Nước bún. Hưng cá trời lên. Ừ. Nãy là bờ sông không đủ nguyên cảnh rồi. Rất là lâu rồi đó, nhiều người mới hỏi chơi cà phê luôn, 10 phút rồi thấy hơi bị nhiều. Anh chạy ra nói chuyện với chị. Một câu đê chạy 20 phút.
nào mà pin yếu thì trên remote nó sẽ nhấp nhá đèn ha. Còn hiện tại thì đèn nó đang đứng thì vẫn còn hoạt động bình thường. Chúng ta cứ chạy thoải mái, khi nào mà tàu nó remote nó chớp đèn nó báo pin yếu thì chúng ta mới cho vào bờ ha. Cho nên giờ cứ chạy thoải mái. Tàu này chạy rất là lâu ha. Nên các bạn có thể mua tàu này về cho bé chơi ha. Còn bạn nào mà muốn sử dụng thời gian lâu hơn nữa thì chúng ta có thể mua pin dự phòng ha. Hết cục pin này thì chúng ta thay cục pin khác vô chơi tiếp, nhưng mà các bạn phải cho nghỉ tầm 10-15 phút ha, để cho motor nó nguội, cho nó hoạt động khá là lâu nên nó sẽ rất là nóng, cho nên là chúng ta nên cho nó nghỉ rồi sau đó sạch thay cục pin tiếp theo chơi ha. Chưa remote còn đứng đèn thì là tàu hoạt động bình thường. Khi nào remote nhấp nháy thì chúng ta mới cho vào bờ thôi. Em nói 16 phút nữa. Giờ 16 phút rồi nó còn chưa nhấp nháy nữa. Chưa. Đó, khi mà đèn nó chớp nhấp nháy vậy là nó báo pin yếu ha, thì chúng ta vẫn bóp ga được nhưng mà chạy chậm cho nó vào bờ. Thì mình sẽ tháo bên trong thử xem nó có vô nước không. Hoàn toàn không có vô nước ha. Rồi. Và tắt remote. Ok, thì mình đã test xong cái mẫu tàu này. Thì thời gian chơi nó cũng khá là lâu ha, 16 phút. Thì khi các bạn mua mẫu sản phẩm này á thì nó sẽ có 4 màu cho bạn lựa chọn ha. Mình có để link website bên dưới phần mô tả video á, các bạn click vào để tham khảo. Tàu này có đèn ha. Và các bạn đừng quên like và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.